khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Cải canh chữa nhiều bệnh. Cải canh còn gọi cải bẹ xanh, cải dưa, không chỉ là loại rau ngon, dễ chế biến mà còn là vị thuốc quý phòng trị nhiều bệnh. Theo sách Tỷ Tỉnh, cải canh là giới thái, vị cay ấm không độc, tác dụng không lợi khoang khái trong hồng ngực, thông cứu, an thượng lợi đàm, trừ ho dốc. Ăn cải canh rất tốt cho người ho, khó thở, đau khớp, ngoại cảm, nội thương, đàm thấp ứ trệ đau nhức, khí huyết hư kém lưu thông. Trong 100g rau cải có chứa chất đạm 1,7%, chất béo 0%, chất bột 1,5%, chất xơ 1,5%, vitamin A, B, C, D, carotin, albumin, axit nicotric đều là chất cần thiết cho sức khỏe. Dưới đây là một số món ăn thuốc từ cải canh. Cải canh nấu cá rô đồng. Cải canh, cá rô đồng nướng gỡ lấy thịt, gừng, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng ít tỳ vị, hóa đàm, bổ khí huyết, chữa chứng tỳ phế hư, ăn kém, bụng đầy, ăn không ngon, chứng ho khan, ho cần ho thở dốc, ho lâu ngày, phong thấp nhức mỏi, đau khớp giao guốc. Cải canh nấu phổi lợn. Cải canh 100g hoặc hơn, phổi lợn, thịt lợn băm nhỏ hoặc thịt cá lóc, thêm gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng bổ phế, hóa đàm, trị ho lâu ngày, ho khan, ho đàm, chứng ho thở dốc, ho do ngoại cảm nội thương, đau tức ngực sườn do huyết ứ. Canh cải nấu giò lợn. Cải canh, giò lợn hầm nhừ, gừng, hành, tiêu, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng bồi bổ khí huyết, ích ngũ tạng, miệng da, nhuận phổi, chữa ho khan, ho đàm, chữa phụ nữ sau sinh ít sữa, dưỡng thai, trẻ em còi, gân xương mềm yếu, da khô rau tóc bạc sớm, khí huyết hư. Cải xanh xào cạc heo. Cải canh, cạc heo, hành ngò, tiêu, gừng gia vị vừa đủ, xào hoặc nấu canh ăn. Tác dụng bổ hư, ích tạng khí hóa đàm, lợi bàng quang, rất tốt cho người già tâm phế mạn, khó thở, ho, mệt mỏi, thận yếu, đau lưng, mỏi gối, u tai, tiểu không tự chủ, phụ nữ huyết hư, rong kinh đau bụng. Cải canh nấu gừng. Cải canh 200g, gừng tươi 1 củ 40g, nướng đập dập, gia vị vừa đủ hoặc phối hợp thịt cá nấu canh ăn. Tác dụng bổ hư, hóa đàm, thông cứu, ăn thận, phục hồi chính khí, chữa ngoại cảm nội thương, ho thở, sổ mũi, bụng đầy buồn non, ăn chậm tiêu, chứng đau đầu, đau tim, đau tức ngực sườn do huyết ứ. Dưa cải xào ruột già lợn. Dưa cải muối chua, ruột già lợn, hành, gừng gia vị vừa đủ, xào, kho ăn. Tác dụng bổ hạ tiêu, thanh thấp nhiệt, ích khí, dưỡng huyết, trị viêm đại tràng, đại tiện táo, đi tiểu bút, giác, ngoại cảm, nội thương, ho khan, ho đàm. Dưa cải ôm cá chép. Dưa cải muối chua, cá chép, hành ngò gia vị vừa đủ nấu ăn. Tác dụng thông bổ khí huyết, hóa đàm, thanh thấp nhiệt, trị chứng ho khan, ho đàm, viêm gan vàng da, men gan tăng, viêm đại tràng, táo bón. Canh cải thịt ngao. Cải canh, thịt ngao, gừng, hành ngò gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng thông bổ thông khí huyết, an thượng lợi đàm, trừ ho, chữa ho tức ngực, tiên tiết niệu, tiểu khó, tiểu đục, phù thủng, phì đại tuyến tiền liệt. Canh cải nấu cua. Cải canh, thịt cua đồng, gừng, hành, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng bổ gân xương, hóa đàm, thông huyết, chữa ngoại cảm, nội thương, ho thở, ho tức ngược sườn, di chứng, trúng phong, miệng mắt méo liệt, các chứng hư như phong tê do huyết hư huyết ứ. Canh rau cải thịt băm. Cải canh 200g, thịt lợn băm 100g, gừng, hành, ngò, tiêu gia vị vừa đủ nấu canh ăn.
tác dụng tư âm dưỡng huyết, nhuận táo, hóa đàm, rất tốt cho người già, trẻ em, phụ nữ sau sinh và người khí huyết hư. Cải canh xào thịt bò. Cải canh, thịt bò non, gừng, hành, tiêu gia vị vừa đủ xào ăn, tác dụng bổ tỳ vị, ích khí huyết, hóa đàm, chữa chứng ngoại cảm nội thương, ăn kém khí huyết hư. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.